Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái đôi loa rất là tuyệt vời của Bioneer. Nói chung Bioneer là một cái dòng thương hiệu mà được rất là nhiều người tìm tới để nghe nhạc vàng với cái mức giá bình dân. Thì các bạn nhớ bấm nút đăng ký và bấm cái chuông để tiếp tục nhận được những sản phẩm mình đăng lên mỗi ngày nhé. Bioneer HBM60 là cái đôi loa mình sẽ giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay. Đây là một cái đôi loa được ra đời vào những năm khoảng 76 đến 78, với cái thiết kế thùng hình chữ nhật, thùng rất là đẹp sang trọng, vân gỗ rất là bóng bẩy. Nó có cái bốn đường tiếng, và các bạn nhìn kỹ, nếu ai đã chơi qua dòng HBM100 thì sẽ không xa lạ với đôi loa này. Nó sử dụng gần như là giống y HBM100 với ba cái loa này. Đây, trep này, mid này và siêu trep HBM này. Nó có cùng cái số ký hiệu của nhau, có nghĩa là cái ba cái này nó thay thế cho HBM100 được. Cái loa bass thì nó nhìn thì khá là giống nhưng mà nhỏ hơn thôi, đường kính 25 thôi. Thì đây là cái điểm mà nó làm cho tiếng bass của nó không bằng HBM100. Con này bass 9 thì HBM100 bass khoảng 10. Nhưng mà nếu như mà so với cái giá thành thì nó lại rẻ hơn rất là nhiều, gần bằng nữa. Con này 15 triệu, trong khi HBM100 nó đã là 24-25 triệu rồi. Một mức giá rất là dễ chơi. Thùng bass còn quá đẹp luôn. Có một điểm khác biệt của con này nữa là cái nấm chỉnh, thì so với HBM100 thì nấm chỉnh con HBM100 nó nằm phía trước, hai cái nấm chỉnh mid và treble. Con này thì nó chuyển ra phía sau. Đây, cũng là chân mic và trep, cũng có trạm nhấn này để gắn dây loa thôi. Thùng của nó khá là gọn hơn HBM100. Để coi cái thước đây, mình đo xem, nó gọn hơn chiều ngang 35 chiều ngang. Thằng HBM100 mình nhớ là 41.2 gì đó. Đằng này chiều cả chiều 6 là 32. Cao là 60. Đánh giá về chất âm thì đây là một đôi loa mình, cá nhân mình đã từng chơi vào những ngày đầu của lúc mình mới cho âm thanh. Nó không thể nào phai trong cái đầu mình được, nó rất là ngọt ngào chi tiết. Mặc dù bây giờ mình đã chơi rất là nhiều dòng loa Mỹ, loa châu Âu, nhưng mà thỉnh thoảng mình vẫn rất thích nghe lại đôi loa HBM60 này, bởi cái chất âm nó gợi cảm, nó gợi rất là nhiều cảm xúc, những cung bậc cảm xúc hay tuyệt vời, nhất là khi chúng ta nghe nhạc vàng. Bây giờ mình sẽ test nó luôn để cho các bạn cùng nghe, và mức giá như mình nói là 15 triệu nha.
cùng anh xây một nhịp cầu để mai đây quân Nam về thẳng đem thay về sưởi ấm muôn năm. Sương khuya rời tan mất đôi mình, tìm em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thùy. Ai gieo chỉ khúc hát lâm bình như khơi niềm nhớ cuộc tự lý lòng não ngồi ngồi nhìn cách xa ngàn trường. Giờ đây anh điêu linh nơi quê nhà đang chiêm đắm bao đêm thổn thức dưới trăng ngà hồn đắm say chờ đón khi anh về sưởi lòng nhau cách xa ngàn trường. Giờ đây anh điêu linh nơi quê nhà đang chiêm đắm bao đêm thổn thức dưới trăng ngà hồn đắm say chờ đón khi anh về sưởi rồi mình đã test xong cái bao ni hát BM60. Các bạn có nhu cầu liên hệ mình sớm nhé.